Xin chào cô chú anh chị em mình ạ. Hôm nay bếp nhà Mai Ngọc xin mời cô chú anh chị em mình cùng vào bếp làm món từ cá chê nha. Món này mấy bạn trẻ nhỏ rất là thích luôn nè. Ăn chơi cũng được, ăn cơm cũng được, mà nhâm nhi cũng rất là ngon luôn nha. Rồi mời cô chú anh chị em mình cùng vào bếp bắt tay vào làm với em nha. Nguyên liệu hôm nay cơ bản là không thể thiếu đó là cá chê. Con cá chê này nửa ký em đã làm sạch rồi nha cả nhà. Thì cách làm sạch cá chê em cũng đã có chia sẻ với cả nhà rồi. Chị em nào quan tâm thì mình xem lại clip trước nha. Gia vị thì mình có là một muỗng cà phê bột ngọt nè, nửa muỗng cà phê tiêu, một muỗng cà phê hạt nêm, hai muỗng cà phê đường, củ hành tím và củ tỏi băm nè, rồi hành lá nữa. Rồi mình sẽ có một muỗng ăn canh mè trắng, tương ớt nữa nha cả nhà. Ở đây em làm tương ớt tí muội nha. Một muỗng canh tương ớt nè, rồi nửa muỗng ăn canh nước mắm ngon nha cả nhà. Và một thứ quan trọng không thể thiếu đối với món này đó là bột chiên giòn nha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đi thái lát cái cá này nha, nhưng mà mọi người mình phi lê nha. Dao bén thì phi lê nó sẽ dễ hơn, rồi dao em nó sao nó cùn quá mọi người ơi. Mà mài dao thì lại mài không được nữa chứ, mài nó không có bén gì hết trơn á. Mình phi lê mình bỏ cái phần xương ra nha. Nếu mà có bé thì mình nhớ mình cắt cho kỹ, đừng có cho dúng cái phần cọng xương ra vô nha mọi người. Bé ăn dính nó hóc xương nha. Sau khi phi lê cá thì mình sẽ thái lát mỏng ra nha cả nhà. Thái lát vừa ăn thôi, không mỏng quá, không dày quá như em nha. Sau khi thái lát xong thì mình sẽ đi ướp cá nha. Bột ngọt, hạt nêm, tiêu và ít hành lá thì mình sẽ cho vô đây mình trộn lên ướp tầm khoảng 15 phút nha cả nhà. Cách pha bột chiên giòn thì trên cái gói bột cũng có hướng dẫn nha. Mình mua loại bột nào thì mình coi cái cách hướng dẫn pha trên đó nha. Ở đây em sử dụng loại này thì em cho vào 180ml nước đó cả nhà. Rồi mình sẽ đánh đều lên để cho cái hỗn hợp bột của nó sánh mịn. Rồi mình sẽ cho cá vô mình trộn đều lên luôn nha. Và mình chiên nha cả nhà. Còn ít hành lá còn lại thì mình sẽ cho vào phần bột luôn, trộn đều lên. Rồi mình sẽ cho cá vô mình trộn lên luôn. Chảo lên bếp với lửa vừa thôi nha, không có để lửa áp quá. Mình sẽ chiên ngập dầu với cái cá này nha cả nhà. Cho dầu nhiều vô để mình chiên ngập dầu nha. Mình thử cái độ nóng của dầu bằng cách là cho đũa vào xem nó có sôi lên không nha. Rồi nó sôi lên thì mình sẽ cho cá vào đây mình xếp thẳng ra nha. Cho lần lượt cái cá vô rồi mình chiên từ từ với lửa vừa vừa thôi nha, không có chiên áp quá nha cả nhà. Để cho nó vàng giòn. Nếu như mà mình để lửa nhỏ quá thì nó sẽ bị thấm dầu, nó mềm, chiên không có được giòn. Còn nếu như áp quá thì nó sẽ dễ bị cháy nha. Để lửa vừa thôi nha cả nhà. Chở đều hai mặt cho nó giòn đều nha cả nhà. Mình chiên cái này thì nó cũng nguy hiểm nha. Nó cũng sẽ có cái độ bắn dầu lên á, nên là chị em mình chiên mình cũng phải cẩn thận chút xíu nha. Rồi khi nó đã vàng giòn thì mình sẽ gấp ra để lên giấy thấm dầu cho nó thấm bớt cái dầu đi nha. Với con cá nửa ký mình chiên ra được hai dĩa to như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm sốt nha cả nhà. Một cái vấn đề cần lưu ý nữa là cái món này mình cần cái độ chua chua ngọt ngọt, nên là mình sẽ có một muỗng ăn canh nước cốt tắc nữa nha cả nhà. Rồi mình sẽ tạo cái hỗn hợp nè, cho cái phần đường vào đây, rồi nước mắm nè, nước cốt tắc nè, rồi tương ớt nữa mình cho hết vô đây. Mình sẽ đánh đều cái hỗn hợp này lên nha. Chảo lúc nãy chúng ta chiên á, chúng ta sẽ chắc hết dầu ra thì nó vẫn còn dính xíu trên chảo thôi, để một xíu dầu thôi ha. Rồi mình sẽ cho cái phần tỏi băm và cái hành tím băm vô đây mình phi lên cho nó vàng nha. Khi nó đã dậy mùi vàng thơm thì mình sẽ cho cái hỗn hợp lúc nãy chúng ta tạo đó, chúng ta cho cái hỗn hợp vào chảo luôn. Lúc này mình hạ nhỏ lửa xuống nha cả nhà, để thôi nó bị cháy khét nha. Mình đun một xíu cho hỗn hợp nó keo lại, rồi mình sẽ cho cá vô đây mình xóc nha. Cho hết cá vô đây rồi mình sẽ nhẹ nhàng mình xóc lên để cho nó thấm đều hết cái gia vị, nó áo hết vào cái phần cá của mình nha cả nhà.
mè trắng của mình á, là mình cũng gan vàng lên nha. Gan mè trắng rất là dễ luôn, chị em chỉ cần bắt lên bếp rồi mình để cái chảo cho nó nóng một xíu, rồi mình lắc lắc sơ cái là cái phần mè của mình nó đã vàng rồi. Khi chị em thấy phần sốt nó đã áo hết vào cá rồi thì mình sẽ cho cái phần mè vô mình đảo thêm nữa nha. Đảo để cho mè nó thấm đều hết các cái mặt của cá luôn. Đảo tới khi mà miếng cá của mình nó khô gáo như thế này thì mình tắt bếp được rồi nha, và mình bày ra dĩa được rồi. Thì cái này mình có thể chấm với tương ớt nè. Nếu như mấy bạn nhỏ ăn thì mình chấm với tương cà nha cả nhà. Cảm ơn cô chú anh chị em mình đã dành thời gian xem video của em nha. Nếu thấy video hữu ích thì cho em xin một lượt đăng ký kênh với nha cả nhà, để em có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video hơn nữa nha.